Ok, chào cả nhà nhé. Hôm nay là chúng ta lại tiếp tục chia sẻ với nhau những cái kiến thức liên quan đến việc sử dụng cái phần mềm AutoCAD. Thế thì ở video trước thì cũng đã chia sẻ cho anh em một số cái thủ thuật để mà chúng ta có thể vẽ kết nó nhanh hơn, đó là làm cho cái hiệu suất công việc nó đạt cái hiệu suất tối đa. Thì hôm nay chúng ta lại cũng tiếp tục chia sẻ tiếp những cái thủ thuật liên quan để mà giúp cho các anh chị nâng cao kỹ năng dùng CAD và vẽ CAD nó nhanh nhất có thể. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chia sẻ cho các anh em hai cái thủ thuật đó nè, hai cái thủ thuật để các anh chị có thể sử dụng cho nó tốt hơn. Đầu tiên là các anh chị quan tâm cho tôi cái ba cái phím, một là cái phím Space, hai là cái phím Enter và ba là cái chuột phải nữa nè. Thế thì khi mà chúng ta cài đặt CAD thì nó mặc định cho chúng ta là chỉ có cái phím Enter và phím Space là kết thúc lệnh đó, và để cho nó cái hiệu quả sử dụng CAD nhanh hơn, cái thao tác của các anh chị nó nhanh và hiệu quả thì các anh chị hạn chế sử dụng cái phím Enter phải không nào? Chúng ta chỉ sử dụng cái phím Space và cái phím và chuột phải để chúng ta kết thúc lệnh và activate hoặc là kích hoạt một cái lệnh nào đó, cái lệnh cuối cùng phải là. Thế thì đỡ mà bật cái tính năng chuột phải này lên á, thì chúng ta vào trong option, thì vào cái tính năng gọi là User Preference này, thì chúng ta ở cái tính năng này, Right Click Customization, thì chúng ta click vào đây và chúng ta bật tích vào cái ô này thế nào, là chúng ta đã kích hoạt cái tính năng gọi là chuột phải để kết thúc lệnh và activate cái lệnh cuối cùng. Sau đó chúng ta chỉ cần nhấn Apply Close và ra ngoài, chúng ta nhấn Apply OK là xong. Đó. Thì tại sao mà tôi giới thiệu mọi người? Bởi vì chắc chắn là đối với các anh chị sử dụng CAD thì sẽ biết được cái điều này. Nhưng mà đối với một số anh em mới theo học, mới sử dụng thì chắc cũng chưa 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 rành vào vấn đề này, đúng không? Cho nên là chúng ta, và mặt khác là khi mà chúng ta cài đặt CAD thì nó lại mặc định, thì chúng ta chỉ có cái phím Enter và phím Space đó, cho nên chúng ta phải bật cái tính năng này lên để chúng ta sử dụng. Cái việc mà chúng ta sử dụng cái phím phím Space và cái phím phải á, tại sao nó lại giúp cho chúng ta thao tác nó lại nhanh hơn? Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng CAD thì cái tay phải là các anh chị cầm chuột này, tay trái thì các anh chị dùng để mà các anh chị đánh lệnh và nhập dữ liệu, mà cái tay trái của các anh chị thì thường các anh chị chỉ đặt nó ở một nửa bàn phím phía bên bên trái phải nè. Do vậy nó rất là thuận lợi cho các anh chị có thể sử dụng cái phím Space là nhanh nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng cái phím Enter thì chúng ta phải di chuyển cái bàn tay của các anh chị qua phía bên phải thì nó mất nhiều thời gian hơn. Đó là lý do tại sao mà các anh chị sử dụng cái phím Space. Còn nếu mà chúng ta sử dụng thuần nhuyễn nữa là chúng ta kết hợp cả phím Space và cái chuột phải của nè, trong đó giữa cái phím Space và cái chuột phải thì ưu tiên sử dụng cho tôi cái chuột phải của nè là nó nhanh nhất, vì chúng ta kết hợp giữa hai cái phím này sao cho nó nhanh nhất là ok. Và thông thường thì tôi thì thường hay sử dụng chuột phải để chúng ta kết thúc lệnh của nè. Ok, thì đó là một cái thủ thuật. Tiếp theo thì chia sẻ cho anh em cái một cái thủ thuật nữa là cái việc mà chúng ta cài đặt lại cái phần socket. Thì khi mà chúng ta cài ghép thì nó đã mặc định rồi những cái lệnh tắt, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta muốn cho nó thao tác nhanh hơn nữa thì chúng ta cần phải cài đặt lại một số cái lệnh tắt. Như tôi đã nói, tức là cái bàn tay trái của các anh chị nó luôn luôn nằm
ở một nửa bàn phím phía bên tay trái. Do vậy là khi các anh chị cài đặt tạo lại những cái lệnh tắt thì các anh chị phải đưa những cái lệnh tắt mà nó phổ biến nhất, sử dụng thường xuyên, sao cho nó gần với cái bàn tay trái của các anh chị phải nào. Tức là những cái lệnh tắt đó phải được cài đặt những cái ký tự nó nằm một nửa của bàn phím và phía bên tay trái, thì lúc đó các anh chị thao tác nó mới nhanh hơn được. Còn nếu mà các anh chị cứ đỡ thì có một số tình huống gọi là cái lệnh tắt của nó nằm phía bên tay phải, các anh chị phải di chuyển từ tay trái sang tay phải các anh chị đánh thì nó mất nhiều thời gian. Và một cái điều lưu ý là gì, trong mệnh lệnh kép thì mọi người thường có tức là có những cái lệnh nó có hai ký tự đó, hai ký tự thì các anh chị cũng phải nên đưa nó về thành một ký tự thôi để chúng ta thao tác nó nhanh hơn. Tôi lấy ví dụ như khi mà trong cài đặt trong mặc định thì nó có cái lệnh copy này, thì cái lệnh tắt là co hai ký tự đúng không? Trong khi cái lệnh circle này thì nó có một ký tự là chữ c, nhưng mà cái lệnh circle thì chúng ta sử dụng nó không thường xuyên, rất ít khi sử dụng đó. Do vậy thì chúng ta nên hoán đổi cái hai cái lệnh này đi chẳng hạn, chuyển cái lệnh c về lệnh copy, còn có thể là chúng ta sẽ đổi cái lệnh circle đó qua một cái lệnh nào đó khác cho nó rút ngắn. Tức là những cái lệnh nào mà các anh chị sử dụng thường xuyên liên tục thì các anh chị phải đưa nó về thành một ký tự nữa, các anh chị thao tác nó nhanh hơn rồi. Còn cái việc mà các anh chị muốn điều chỉnh cái lệnh tắt này như thế nào thì có thể xem trong cái kênh của này, tôi cũng có một cái video hướng dẫn cho các anh chị việc mà điều chỉnh cái lệnh tắt này rồi. Tuy nhiên ở đây tôi cũng muốn thao tác lại để các anh chị xem cái này. Thì ở đây là các anh chị vào cái phần manage, vào đây edit classes ở đây có nào, đây ngay chỗ chức năng này nè, các anh chị tích vào cái dấu tam giác thì nó sổ ra các, sau đó chọn edit alias có nào, click vào đây thì nó sổ xuống, chúng ta kéo xuống bên dưới. Ở đây tôi lấy ví dụ như cái lệnh copy circle đây. Circle đây thì ít sử dụng, tôi có thể chuyển thành lệnh CI chẳng hạn. Rồi cái lệnh copy đây, tôi bỏ đi, bỏ chữ O đi, sau đó chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta tắt nó đi. Sau đó chúng ta ra ngoài, chúng ta đánh chữ Rainist. Đó, chúng ta chọn cái tính năng này không nào, tích vào cái ô này. Đây, chúng ta tích vào cái ô này, sau đó nhấn OK là xong. Thì bây giờ chúng ta gõ chữ C là lệnh copy, còn cái lệnh circle bây giờ là CI đó. Thì nó sẽ giúp cho các anh chị thao tác nhanh hơn rất là nhiều. Tương tự như vậy thì các anh chị cứ tìm tất cả những cái lệnh mà các anh chị sử dụng thường xuyên, mà nếu mà nó có hai ký tự thì các anh chị phải tối ưu nó, đưa về một ký tự rồi chúng ta sử dụng. Sao cho nó mới có gia tăng được cái hiệu quả, sử dụng nó mới nhanh được. Đó. Thì hôm nay trong cái video này chia sẻ chỉ có hai cái thủ thuật vậy thôi nhé. Thì ở cái video khác chúng ta lại tiếp tục. Video ngày hôm nay thì chúng ta kết thúc tại đây. Như vậy thì tóm tắt lại là nội dung của video này thì chia sẻ thêm cho các anh chị hai cái thủ thuật. Một là chúng ta sử dụng kích hoạt cái tính năng sử dụng cái chuột phải của nè, và chúng ta phải sử dụng cái phím space và phím chuột phải để chúng ta kết thúc lệnh và activate một cái lệnh cuối cùng nào đó. Còn nếu cái thủ thuật thứ hai là các anh chị phải tối ưu cái lệnh tắt đó, thì các chị lưu ý để mà chúng ta cần phải biết hai vấn đề này để mà chúng ta làm việc cho nó hiệu quả hơn. Ok, cái nội dung video kết thúc tại đây, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích nhiều cho các anh chị. Anh chị nào chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ nè, like share để lan tỏa cái giá trị nếu như cái video này thật sự hữu ích cho các anh chị và cho mọi người. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.